Chào mừng tất cả quý vị đang đón theo video. Ở video này, KTB sẽ chia sẻ với quý vị cách để thêm cái mạng Hegomanet vào cái ví MetaMask. Rồi, trước hết quý vị hãy vào trình duyệt web. Quý vị có thể sử dụng trình duyệt web Mozilla, Chrome hoặc là Edge hoặc là Brave. Rồi quý vị hãy vào địa chỉ là metamask.io này. Quý vị hãy chọn vào cái download này. Ok, quý vị chọn vào cái trình duyệt mà quý vị muốn thêm nó vào này. Đó, thì ở đây có 4 cái trình duyệt. Quý vị có thể thêm vào bất cứ trình duyệt nào. Rồi, KTB sẽ chọn vào cái trình duyệt Edge đi. Ok, quý vị chọn vào Get này. Rồi, quý vị chọn vào Add Extension này. Rồi, thì quý vị để ý này, phía bên trên cái trình duyệt đây này, có cái biểu tượng ví này, đã được thêm vào cái trình duyệt rồi, đó. Bây giờ quý vị hãy bấm vào Get Started này. Quý vị tạo một cái ví mới, thì quý vị vào Credit Wallet này. Quý vị chọn tiếp là I Agree này. Ở cái bước này, quý vị hãy nhập mật khẩu vào cái ô thứ nhất. Ở cái ô thứ hai, quý vị hãy xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Rồi, nhập xong quý vị click vào cái ô I have a read này. Rồi, quý vị click vào credit này. Rồi, quý vị click vào cái khóa này để lưu cái private key này. Ok chưa? Thì đây là 12 cái ký tự. Quý vị phải sao chép ra giấy hoặc chụp hình. Rồi, KTB sẽ lưu lại cái ký tự này. Quý vị tuyệt đối phải giữ bí mật, không cho ai biết được cái ký tự này. Ok chưa? Rồi, lưu xong thì quý vị chọn vào Next này. Ở cái bước này, quý vị hãy xác nhận lại cái dãy thứ tự của 12 cái ký tự mà quý vị vừa lưu. Rồi, cái số 1 này, số 2, số 3, số 4. Rồi, sau khi nhập thứ tự 12 ký tự chính xác thì quý vị bấm vào confirm để xác nhận này. Quý vị cho vào on done này. Quý vị hãy tắt cái này đi. Vậy là đã xong cái bước thứ nhất là tạo cái ví và thêm ví vào trình duyệt. Rồi, bây giờ sang cái bước thứ hai. Thì mặc định cái ví MetaMask này nó sẽ chạy trên cái network ERC20. Thì quý vị hãy thêm cái network Echo vào. Đó, quý vị chọn vào cái Ethereum Mainnet này. Quý vị chọn Custom RPC. Rồi bây giờ KTB sẽ để cái thông số của cái network Echo ở bên dưới video này. Quý vị chỉ việc copy này và dán nó vào. Chain ID 128 này, symbol là HT này, block X browser, copy này và dán nó vào. Rồi, quý vị kiểm tra lại một lần nữa xem chính xác chưa. Xong, quý vị chọn vào server này. Rồi, vậy là cái network Echo được thêm vào cái ví MetaMask rồi. Quý vị hãy tắt cái này đi này. Thì quý vị muốn giao dịch được trên cái network Echo này, quý vị bắt buộc phải có HT ở đây để làm phí giao dịch. Và HT thì quý vị phải mua
từ cái sàn Huobi và chuyển về. Đó. Rồi bây giờ quý vị muốn thêm các token vào thì quý vị hãy vào cái địa chỉ website là hecoinfo.com và ở ô tìm kiếm quý vị hãy nhập cái mã token để lấy cái smart contract. Đó. Ví dụ KTV sẽ lấy cái USDT. Rồi, KTV sẽ copy cái địa chỉ contract này này. Quý vị chọn vào add token này và dán cái contract vừa copy vào đây. Đó, thì cái ô thứ hai, thứ ba nó sẽ tự nhận quý vị chọn vào next này. Quý vị chọn add token này. Quý vị hãy quay trở lại này. Đó, thì cái token này nó đã được thêm vào cái ví. Rồi, và cái trên Heco này là của cái sàn Huobi. Quý vị ai chưa có cái tài khoản sàn Huobi, quý vị hãy đăng ký theo đường link và cái mã đăng ký KTV để bên dưới video này. Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.